Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Một máy bay quân sự Su-22 đã gặp nạn trưa nay tại khu vực sân bay Yên Bái, một phi công hy sinh. Theo đó, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Sáng nay, thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy tặng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá. Trước đó, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các đoàn thể địa phương thăm hỏi động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Lễ tang phi công Trần Ngọc Duy theo nghi thức quân đội. Gia đình và đơn vị đã tổ chức lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy theo nghi thức quân đội từ tối qua đến rạng sáng nay tại nhà đại thể thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Những đồng đội thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã khẩn trương làm công tác chuẩn bị tang lễ cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. Lễ tang thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy được tổ chức theo nghi thức quân đội. Lễ viếng từ hồi 8 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày hôm nay. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ cùng ngày. Sau lễ truy điệu, linh cữu của phi công Trần Ngọc Duy được di quan về quê nhà Thái Nguyên. Phi công Trần Ngọc Duy lần đầu tiên đón Tết đoàn viên trọn vẹn và cũng là cuối cùng bên gia đình trước khi hy sinh trong lúc bay huấn luyện Su-22 chiều qua tại sân bay Yên Bái. Giấu chuyện buồn với bà nội 95 tuổi, chiều nay tại tổ dân phố 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đồng đội, gia đình và chính quyền địa phương chuẩn bị đón linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 tại Yên Bái. Sáng cùng ngày, lễ viếng và truy điệu thiếu tá Duy được diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đơn vị, chính quyền và gia đình chuẩn bị đón linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi công Duy hy sinh trong lúc bay huấn luyện tại Yên Bái chiều qua. Ngồi một góc nhà, bà Trần Thị Ngọc Phương, 63 tuổi, bác ruột thiếu tá Trần Ngọc Duy nén đau thương, thay mặt ông Trần Ngọc Côn, bố ruột, lo chu toàn mọi việc trước khi đón cháu trai về nhà. Bà Phương kể, khoảng 15 giờ ngày hôm qua,
chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ anh Duy, gọi điện báo tin chồng gặp nạn tại Yên Bái. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ anh bị thương, đang được cấp cứu, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng khi đơn vị thông báo, chúng tôi biết rằng tia hy vọng đó đã không còn. Bố Duy bật khóc, những người khác sốc không nên lời. Thu xếp nhanh chóng lên Yên Bái, bà Phương nghẹn ngào. Gia đình thống nhất giấu chuyện buồn với bà nội 95 tuổi, dù bà cũng phần nào cảm nhận được cháu trai gặp nạn. Trước Tết, anh Duy đưa vợ con về Thái Nguyên thăm bố mẹ. Gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng và hạnh phúc. Anh tranh thủ sửa nhà cho bố mẹ, lắp thêm cửa kính, sắm tivi mới. 24 Tết, vợ chồng anh về nhà ngoại ở Ninh Thuận. Đây là cái Tết trọn vẹn của nam phi công bên vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Niềm tự hào của xóm làng. Bà Hoàng Thị Diễn, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Quang Trung cho biết, bố anh Trần Ngọc Duy là bộ đội phục viên, hiện làm tự do, còn mẹ là bà Vũ Thị Thúy ở nhà nội trợ. Anh Duy là con trai cả, sau còn có em trai đang học năm cuối đại học. Anh Duy đã lập gia đình, vợ công tác cùng ngành. Họ có hai con gái, cháu lớn 6 tuổi, bé mới được 1 tuổi. Bé lớn ở cùng ông bà ngoại ở Ninh Thuận. Bà Diễn cho hay, cuối giờ chiều qua, chính quyền địa phương nhận tin một công dân gặp nạn ở Yên Bái, nhưng chỉ nghĩ tai nạn thông thường. Đến 19 giờ cùng ngày, bà nhận tin người gặp nạn sống tại số nhà 45B, đường Lương Thế Vinh của gia đình ông Côn, bà Thúy. Người phụ nữ vội đến nhà thì được biết phi công Trần Ngọc Duy hy sinh khi bay huấn luyện. Người thân và gia đình đều đã lên Yên Bái. Cháu Duy là người bản lĩnh và trưởng thành, là niềm tự hào của xóm làng. Hay tin chúng tôi đau xót vô cùng, bà Diễm nói. Theo lời tổ trưởng tổ dân phố, năm 18 tuổi, khi đang học tại trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, anh Duy là người duy nhất của địa phương được tuyển vào trường sĩ quan không quân. Ngày đó, bộ đội về tuyển phi công lái máy bay, địa phương chỉ có mỗi cháu Duy là đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe và trúng tuyển. Chúng tôi rất tự hào, bà nói. Cháu Duy ngoan, thương yêu mọi người, vậy mà ra đi đột ngột là một sự mất mát lớn đối với gia đình. Bà Vũ Tuyết Lâm, 51 tuổi, sống tại tổ dân phố số 6, tâm sự. Trước đó, lúc 12 giờ 9 phút ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Anh Trần Ngọc Duy là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với anh Trần Ngọc Duy và gia đình. Truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho phi công Trần Ngọc Duy. Xét đề nghị của Ban Thanh niên Quân đội và Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi đội phó, kiêm tham mưu trưởng phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 vì đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình. Sáng nay, thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng đã quyết định
truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.